Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay là thử thách tiếp theo sẽ dành cho bé, đó là 15 chiếc bánh mì mọi người ạ. Bánh mì kẹp trứng nha. Trong này thì mình đã đếm sẵn rồi, đầy đủ 15 chiếc. Và nhiệm vụ của bé là phải ăn hết 15 chiếc này mới có phần thưởng của mình mọi người ạ. Đấy là thử thách rất đặc biệt luôn hôm nay. Và thử xem sức ăn của bé tới đâu nhé mọi người nhá. Thường thì mỗi người thì ăn tầm 1-2 cái bánh mì là quá no rồi. Hôm nay thì mà béo sẽ ăn 15 cái mọi người nhá. Và mọi người cùng dự đoán xem mà béo có ăn hết không nhá, bằng cách là bình luận ở phía dưới. Ai mà bình luận đúng nhất và nhanh nhất thì mình sẽ tặng hai lọ chẩm chéo về ăn thử mọi người ạ. Mình sẽ miễn ship luôn. Người thứ hai thì mình sẽ tặng một lọ nhá, như mọi video nhá. Rồi mình sẽ bắt đầu từ bây giờ nhá. Bà béo sẵn sàng chưa nhá? Sẵn sàng rồi. Rồi, mời bà nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Mời mọi người ăn bánh mì cùng bà béo nhá. Bánh mì kẹp trứng với rau mọi người ạ. Mình lưu ý với mọi người là nhà mình vẫn luôn sẵn các mặt hàng như là chẩm chéo và ớt ngâm và nước măng chua mọi người nha. Ai mà muốn ăn chẩm chéo Tây Bắc và ớt ngâm với nước măng chua thì liên hệ với mình qua số Zalo là 0843000977 mọi người nhé. Số điện thoại mình sẽ ghim để ở video. Hiện tại chẩm chéo bên mình thì đang có giá khuyến mại là 50k một lọ và sẽ được miễn ship từ 5 lọ trở lên. Bạn nào nhanh tay thì sẽ được khuyến mại mọi người nhá. Thank you.
cái ổ bánh mì rất là to nha mọi người. Còn bên trong thì rất là nhiều nhân luôn. Nào là trứng, rau này, thịt này. Mọi người cùng cổ vũ cho bà béo nha mọi người ơi. Có vẻ rất là căng luôn. Ăn bánh mì không phải dễ đâu mọi người. Lưu ý những bạn nào mà để đoán được bà béo có ăn hết không ấy, thì ai mà người đoán đúng trước thì nhanh nhất và thì mình sẽ tặng hai lọ chấm chéo mọi người nha, để về ăn thử. Đặc biệt là mọi người phải đăng ký kênh và chia sẻ giúp bọn mình với nhá.
Tặng mọi người ăn bánh mì này. Nhân bên trong bánh mì rất là nhiều luôn mọi người nha. Nào là trứng này, rau này, củ quả này. Riêng bánh mì kẹp trứng thì mọi người ăn thì từng biết rồi. Thường thì có người thì ăn một cái đã no rồi đấy. Này bà mẹ bà ăn hẳn 10 năm trước luôn. Để bắt đầu đó. Thói quen. Cảm thấy đến nữa. Ăn mái mà mới gần hết có 6 chiếc thôi mọi người ạ.
Thỉnh thoảng nào vào mèo cũng phải xào một tí nấc cũng nghe thì còn được ăn được nhiều hơn ấy. Thank you.
Cố lên nào. Gần hết rồi đấy mọi người ạ. Nếu mà cần thêm nước cứ vào quan sát cho nha, chỉ có thể giúp được phần rót nước thôi, còn phần ăn thì không thể giúp được.
vẻ là ăn 15 chiếc bánh mì này không phải đơn giản đâu mọi người. Lưu ý bạn nào đăng ký kênh và chia sẻ video, like và chia sẻ video đoán đúng nhất thì nhanh nhất thì mình sẽ tặng 2 lọ chấm chéo để về ăn thử nha. Và người thứ hai thì mình sẽ tặng 1 lọ. Đấy, như mình đã nói thì mình nói là mình sẽ tặng mọi người nha. Yên tâm mọi người, chờ đoán bằng cách bình luận phía dưới như video nha. Thì ý là video thì mình sẽ thay định phát sóng là sẽ phát sóng vào 19 giờ hàng ngày mọi người nhé.
Tức là vào 7 giờ vào mỗi tối. Còn có 3 ổ nữa thôi, cố gắng lên. Hoàn toàn có thể ăn hết được. Và nếu không thể ăn hết thì có thể bỏ cuộc nha. Thế nên là con không bắt ép đâu. Nhưng mà là cố lên đây này thì này, con cũng rất là hy vọng là bà có thể ăn hết số bánh mì này. Mọi người cùng cổ vũ cho bà béo nhé mọi người ơi. Cổ vũ ủng hộ bà béo bằng cách là đăng ký kênh này, like và chia sẻ giúp bà béo nhé. Để bà béo có động lực ăn nhiều mà
món ngon và món đặc biệt hơn, nhiều thử thách hơn cho mọi người xem. Hiện tại thì 15 chiếc bánh mì thì đang còn có 2 chiếc thôi. Còn là một chiếc cuối cùng mọi người. Và có vẻ như là cũng hơi căng rồi, nhưng mà hình như dễ ăn hơn là cơm đấy nhỉ. 15 chiếc bánh mì đó sao vẫn ít hơn là 31 bát cơm mọi người ạ. Hình như không thể làm khó được vào béo rồi.
hết rồi mọi người. Khả năng là hết rồi. À, liệu mọi người là sẽ có mấy người đoán đúng nhỉ, và đoán nhanh nhất thì mình sẽ chọn ra nhé mọi người nhá. Ai đoán nhanh nhất đăng ký kênh để chia sẻ video nhanh nhất thì mình sẽ chọn ra người nhanh nhất để tặng hai lọ chầm chéo này về ăn thử. Người thứ hai thì mình sẽ tặng một lọ. Vậy là mình quy ra thì mình sẽ chọn hai người mà đoán nhanh nhất, tính từ lúc mình phát video xong là đến lúc kết thúc nha mọi người nhé, chứ không phải là lúc kết thúc video rồi thì mọi người mới đoán thì lúc ấy mình thì sẽ không được tính mọi người ạ. Và 15 chiếc bánh mì là coi như là hết rồi mọi người, khả năng đến đây thì là biết là kết quả rồi nhé. Hết luôn rồi. Quá lợi hại mọi người ạ. 15 chiếc bánh mì nhá. Đã được và bé Hoa giải quyết sạch rồi. Đấy, vậy là thử thách ăn bánh mì cũng đã xong nhé mọi người nhé. Bà Béo là ăn sạch 15 chiếc bánh mì kẹp trứng này, kẹp trứng kẹp rau củ quả. Và trước khi mình trao thưởng cho bà Béo thì mình cũng xin nhờ mọi người một tí nhá. Hiện tại là bên mình cũng đang bán các sản phẩm như là chẩm chéo với ớt ngâm mọi người ạ. Đây, ớt ngâm của mình là ớt xiêm rừng mọi người nhá. Cái loại này là con chim này hay tha trên mà mình, là con chim hay tha đi ở trên nương ấy, xong nó tự ra trên nương ấy. Phần lớn là nó ra trên nương thì mình mang về ngâm thì rất là thơm. Ăn mì tôm này, ăn phở, ăn bún là rất là ngon mọi người nhá. Mình càng để lâu nó càng ngon ấy. Cái này ấy, mình để mấy năm cũng được mọi người ạ. Ớt này ấy, mình đã ngâm như này là mình để mấy năm cũng được nhá. Nó công dụng của nó cũng không khác gì chẩm chéo đâu mọi người ạ. Ớt ngâm ấy mình đặc biệt là cái này số lượng có hạn mọi người nhá. Mình mua ăn nhanh thì còn được, chứ mà có đôi lúc là nó hết hàng thì cũng phải ấy đấy, cũng phải đợi đến mùa của nó nữa đấy. Đây còn đây là chẩm chéo của bên mình. Hiện tại mình đang có giá khuyến mại là 50k một lọ và sẽ được đến ship từ 5 lọ trở lên mọi người nhá. Chẩm chéo này thì dùng để chấm ăn thịt luộc này, thịt gà luộc, rau củ quả luộc. Công dụng thì chả khác với nhau cả, giống nhau hết. Cái này mình không có chẩm chéo, mình chấm cái này mang ra chấm thịt các thứ cũng giống y hệt chẩm chéo luôn mọi người nhá. Rất là ngon luôn. Mọi người liên hệ với mình qua số Zalo là 0843000977 mọi người nhá. Mình sẽ ghi để video số điện thoại của mình. Và đặc biệt đây là nước măng chua. Cái này nước măng chua hiện tại là cái này là mình dùng để làm gỏi cái. Các bạn thường xem chú sọ này, mọi người trên Tây Bắc bọn mình ăn gỏi cái cá nhảy ấy, xong là ăn gỏi cái người ta phải dùng nước măng chua này đấy mọi người mới ăn được nhá. Cái này là dùng để chuyên để khử tanh ấy. Mình cho nước này vào thì mình sẽ không còn thấy vị tanh của cá nữa và ăn rất là ngọt và ngon luôn đấy mọi người. Mua hàng thì liên hệ với mình nhá. Bây giờ thì mình quay lại vấn đề chính là sẽ chào quà cho bà Béo mọi người. Đây là như mình đã nói thì phần quà thưởng hôm nay sẽ là 3 triệu đồng mọi người ạ, với 15 ổ bánh mì nhá. Đấy, con gửi mà nhá. Thôi bây giờ thì thành quà bà Béo đây mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhá. Hẹn gặp anh em cô chú và các cô dì chú bác ông bà ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn nhá. Chào tất cả mọi người nhá.